Tiếp tục chương trình với các tin tức trong nước khác. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 20 phút vào tối qua, tại tầng 1 chợ Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại đây hoảng loạn. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt nguồn từ một quầy bán hàng mỹ phẩm nằm ở tầng 1, sau đó bùng phát mạnh ra các kiosk tiếp theo và thiêu rụi nhiều gian hàng. Nhận được tin báo, 70 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để chữa cháy. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản bị khống chế, đến khoảng 20 giờ 15 phút thì bị dập tắt hoàn toàn. Do khu chợ gần trục đường giao thông chính quốc lộ 1 giao đường Lê Lợi nên đám cháy đã gây ách tắc giao thông một đoạn đường dài. Thời điểm xảy ra vụ cháy là lúc tan chợ. Các chủ hàng đã về hết nên rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.